Chào các bạn, ngày hôm nay Gỗ Bay Xanh giới thiệu các bạn một sản phẩm tiện. Gỗ Bay Xanh đây là cái dạng chai rượu trang trí. Đây tôi có 2, 4, 6, 7 chai. Ở đây tôi sẽ đo các kích thước để các bạn xem luôn. Chai đầu tiên này. Các bạn vào khoảng 26 cm. Đấy, nó vào khoảng 26 cm này. Đường kính đáy nó vào khoảng độ tầm 5 phân rưỡi, 5,5 cm. Để này xoay các bạn xem nó rõ. Đấy, chai này gỗ vách xanh, cái này vách vàng vậy ạ, nhìn rất là đẹp, ok. Đấy, đấy cái này là các bác cọ cọ ra cái là thơm nhá, các bác khoan 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 lỗ ở đây là sẽ thơm. Các bác nào hỏi gỗ vách xanh thơm hay không, kiểm tra cứ khoan một lỗ ở đây hoặc lấy giấy nháp cọ cọ ra là sẽ thơm. Đấy, chai thứ hai nhé. Cao nó khoảng độ tầm 20, gần 28 cm. Kính đáy nó vào khoảng 5 phân rưỡi. Chai này khá là nặng, gỗ bách đen thôi nhé. Đây là vân bách đen, cái này là cái hàng rễ nên là nhìn đẹp lắm. Ok, chai thứ ba, chiều cao 28 cm, đấy trọng tầm 5 phân rưỡi như này, cái này cũng bách đen luôn. Nên cái dễ làm ra những cái vân của nó rất là nổi, nhìn hơi bị hay luôn. Chai này có một vết vá cổ đây, đuôi đây, cổ một vết vá nhỏ nhỏ, nói chung là không rõ ràng lắm. Soi hết cho bác xem, bác mua không phải nghĩ. Ok, tiếp chai này nó gầy gầy hơn tí. 28 cm, đường kính đấy nó vào gần 5 phân, 4 phân rưỡi gì đấy. Cái này vách vàng các bạn nha. Đây vân của vách đấy rất là rõ. Chai số 5. Cao khoảng 28 cm. Đường kính nó rộng nhất khoảng 5 cm. Xoay vào các bác xem. Này rất là nhiều máu mắt nên là thỉnh thoảng nó có một chỗ nó vết nó sâu, như cái này không không phải vết sâu các nhá, máu mắt đấy. Soi kỹ.
này mấy bạn. Tiếp theo chai, ui cái này chùm chớp rồi các bạn. Đấy. Này với chen. Gần 30 phân, 29 phân rưỡi. Chai sẽ to hơn ạ. Đường kính đáy nó vào 5 phân rưỡi. Đấy, xoay cái đáy chỗ này nó hơi bị vết vết một tí, nhưng mà cái chùm chớp này không tiện sâu để nó mất chùm chớp mất. Đây chùm chớp đây các bạn nha. Đấy, bật flash lên nhìn rõ rất nổi. Đứng thì nhìn phê lắm. Vậy rất là đẹp. Đây là chớp ăn sang bên này luôn. Quả này quả đẹp nhất đấy. Chỗ này nó hơi bị nứt ở đây. Đây hơi một vết nước nó ăn lên trên này một tí. Nhưng mà nó khá là mờ thôi. Nói chung chơi thì không vấn đề gì cả. Đấy tôi cứ soi rõ và nói rõ cho các bác để xem các bác mua hàng cho nó thoải mái. Đó, ok. Cổ rất là đẹp các bác nha. Cổ chai đẹp lắm. Chai số 7, chai cuối. Kính 28 cm, đáy nó khoảng độ 5 phân rưỡi. Cái này là bách đen. Cái này đoạn dễ nên là cái vân viết nó rất là rõ nổi. Đây có chỗ mắt nó hay mọc cái cành ra, nó hay có vân chu chớp lắm. Thường mắt này, thường khoang mắt này nó ra rất là đẹp. Cái này không không vá gì đâu các anh nhá, nhìn đẹp luôn đấy. Ok, vậy tôi giới thiệu xong với các bác về 7 cái chai gỗ bách xanh này. Tôi bảo giá luôn, cái này là 480.000 một chai. 7 cái này. Các bác lấy cái nào thì nhắn tin cho tôi để tôi sẽ gửi cho các bác. Nếu mà các bác cần hình chi tiết cụ thể hay gì đó thì chúng tôi sẽ chụp hình gửi cho các bác rõ ràng hơn. Đo đầy đủ mọi kích thước. Còn tôi báo giá lại là 480k một quả, 480.000 một quả. Và tôi bao ship tận nơi. Cảm ơn các bác đã xem video. Và các bác cần thông tin gì thì cứ nhắn tin với tôi qua số điện thoại Zalo trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác.